Thiên nhiên trong lành cho nguồn sống tốt tươi. Sắc xanh thuần khiết nâng niu và dưỡng nuôi những xúc cảm bình dị. Phương Đông Green Park, nhà xanh trong phố. Giữa khung cảnh cây xanh, mặt nước bốn mùa tươi đẹp, hơi thở thiên nhiên khơi dậy và ấp ôm nguồn cảm xúc bất tận về cuộc sống tiện nghi mà yên bình. Phương Đông Green Park chính là tổ ấm vẹn tròn giữa không gian xanh trong lành, ngập tràn tiện ích. Không quá vội vàng, cũng chẳng chậm rãi, nhịp sống nơi đây vốn dĩ trong trẻo, càng thêm tròn đầy cảm xúc trong tất thảy những không gian thư thái, đậm chất hưởng thụ được chăm chút tỉ mỉ. Trên cả đủ đầy là chất lượng dịch vụ tiện ích hoàn hảo, tạo nên giá trị sống thực sự cho cư dân tương lai. Dạo bước dạo chơi giữa sân vườn xanh mát quanh năm, ngắm nhìn con trẻ thỏa thích vui đùa tại khu vui chơi trẻ em, cùng cả gia đình rèn luyện sức khỏe tại sân thể thao ngoài trời, dành những phút mua sắm rộn ràng hay trả lại cho cơ thể nguồn sinh lực dồi dào tại spa thư giãn, phòng tập gym hiện đại sau tuần làm việc mệt mỏi. Đúng nghĩa tổ ấm vẹn tròn giữa thiên nhiên, không gian sống càng được chăm chút kỹ lưỡng với thiết kế thông minh trong hệ nội thất hiện đại mà ấm cúng. Với các căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, tràn ngập mỗi góc nhìn là sắc xanh ngút tầm của trời, của nước, của cỏ cây hoa lá bên ngoài. Nắng ấm, gió mát và khí trời luôn hiện diện, mang đến cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào. Từ tầm nhìn panorama ngay tại ban công căn hộ, hãy ngắm nhìn và thư thái cảm nhận vạn vật ngoài kia đang lung linh hương sắc. Giá trị sống của cư dân Phương Đông Green Park còn được nhân lên nhiều lần bởi đặc quyền thừa hưởng cả thế giới tiện ích xung quanh. Tọa lạc tại cửa ngõ khu đô thị Pháp Vân, đồng thời là cửa ngõ thủ đô, tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch Giải Phóng và Pháp Vân, cư dân nơi đây có thể nhanh chóng kết nối tới trung tâm thành phố. Các bến xe, các trường đại học, bệnh viện, các khu đô thị lớn, đồng thời dễ dàng di chuyển tới các tỉnh thành lân cận. Phương Đông Green Park hiện thực hóa ước mơ về không gian sống sinh thái giữa lòng phố thị.